Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đồng Hến Sau Nhà là một tác phẩm của tác giả Luna Nguyễn, lần đầu tiên hợp tác với Hẻm Media. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Đồng Hến Sau Nhà, một tác phẩm rất hay của tác giả Luna Nguyễn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gió rít gào trên ngọn cây, âm phong cuồn cuộn, âm khí ngút trời từ ngôi nhà bỏ không giữa làng như là một tấm lưới từ địa phủ buông xuống ngôi làng nhỏ Vĩnh An này. Tiếng khóc lóc, tiếng cười ma quái cộng với tiếng nghiến răng kèn kẹt hòa vào trong gió hàng đêm, làm bất cứ một người dân nào của cái làng Vĩnh An này không phải dùng mình sởn gai ốc. Trẻ con thì câm nín không dám quấy khóc, những con chó cũng chỉ biết cúi đầu vào xó bếp mà run lên bần bật mỗi khi màn đêm buông xuống. Không một ai là không biết về ngôi nhà nhỏ bỏ hoang ở phía đồng hến của gia đình nhà ông Tiễu. 12:30 chiều, ánh nắng mùa hạ như là thiêu như đốt, đổ lửa xuống cánh đồng đất được thu hoạch, chỉ còn trơ lại gốc rạ nham nhở, càng khiến cho cảnh vật thêm phần điều hiu. Tay phe phẩy cái quạt mo đuổi ruồi, bà Hợi đưa vào gốc đa mà lim dim mắt. Từ cái ngày bà làm nghề bán nước ở dưới gốc đa đầu làng này cho đến nay cũng đã ngót nghét nửa đời người, nhưng chưa bao giờ bà thấy ế ẩm như vậy. Cả một ngày trời không có nổi một mống nào vào hỏi mua thanh kẹo lạc, bánh khảo hay là chỉ uống cốc nước chè xanh và hút thuốc nào vã. Chán nản, bà Hời lấy cây quạt nan che mặt lại lim dim mắt mà dưỡng thần. Bà ơi, bà cho cháu hỏi chút. Tiếng gọi của một người thanh niên đã lôi bà ra khỏi giấc mơ chập chờn. Bà Hợi vội vã ngồi thẳng dậy, vẫn lại mái tóc đã bạc một nửa của mình, rồi đoan đà nói. Chú hỏi gì vậy? Bà cho con hỏi đây có phải làng Vĩnh An không ạ? Đúng rồi, mà chú hỏi thăm nhà ai? Dạ con muốn tìm đến nhà ông Tiễu. Tôi biết rồi, nhà đấy ngay trên con lộ chính ở giữa làng, mà có lẽ giờ này lão ta còn nghỉ trưa, cho nên ngồi đây nghỉ tạm chút rồi hãy vào. Nghe bà ta nói như vậy, anh thanh niên dựng con xe máy cũ kỹ xuống bên cạnh cái phản che bày hàng của bà Hợi, rồi kéo cái ghế nhựa đã xứt mè mà ngồi xuống. Lúc này bà Hợi mới đon đả. Chà chà, nắng như thế này mà chú cũng chịu khó ra khỏi nhà sao hả? Thì chú cứ uống cốc nước trà xanh nhé. Chả giấu gì chú, nước trà xanh cửa hàng của nhà bà cứ gọi là nhất cả cái xã này. Uống vào đến đâu là mát rượi ngọt lịm đầu lưỡi đến đấy. Không tin thì chú cứ uống thử xem. Dạ. Anh thanh niên cười rồi nói. Vậy bà cho con xin một chén ạ. Gớm nắng nóng như thế này thì tốn nước phải biết đấy bà nhỉ. Chờ cho thanh niên đưa cốc nước mắt lạnh lên môi chiêu một ngụm, bà Hợi lại hỏi. Chú tên gì? Chắc chú là bà con với ông Tiễu phải không? Dạ con là Mạnh, nhà con ở Thái Bình. Sắp tới đây con sẽ về làm công an ở huyện này. Con muốn đưa vợ và hai đứa nhỏ đi cùng. Nghe đồng nghiệp nói nhà ông Tiếu ở xóm này có căn nhà bỏ không muốn bán, cho nên là con tính đến xem. Nếu mà được thì tiến hành làm hợp đồng mua, giờ còn chuyển gia đình về trước khi mà con chính thức nhận công tác. Bà Hợi liền thầm nghĩ, nhà ông ta làm gì có cái nhà nào để bán? Chẳng lẽ thì đúng rồi, chỉ có cái nhà đó. Nghe đến đây thì bà Hợi muốn rụng rời chân tay, cái quạt nan đang phe phẩy trên tay rơi xuống đất cái tạch. Mặt tái xanh tái xám, bà níu tay của người thanh niên giọng đứt quãng. Cậu Mạnh, tôi khuyên cậu không nên mua ngôi nhà ấy. Tại sao ạ? Nó hư hỏng quá hay là giấy tờ không hợp pháp hả bà? Không phải, mà là... Đúng lúc này thì một tiếng ho nhẹ vang lên từ đằng sau. Mụ Hợi giật mình quay lại thì thấy lão Tiểu đang nhận nha đi tới. Trên tay của lão phe phẩy cái quạt mo. Chả trai nóng bức như thế này mà có được cốc nước chè xanh nhà bà Hợi thì nhất nhỉ. Nói xong lão liền liếc đôi mắt và lên tia máu hung ác, nhìn bà như là cảnh cáo đã nói tiếp. Bà Hợi cho tôi xin cốc nước chè xanh luôn nhé. Bà Hợi biết ý im lặng không nói gì, ai mà chả biết lão Tiểu nổi tiếng du côn ở làng này. Nghe đâu trước lão cũng đã từng theo một băng nhóm giang hồ đất cảng đi làm bảo kê cho các quán bar trong thành phố.
nay đã tới tuổi mới về làng an dưỡng tuổi già. Nhận cốc nước chè từ bàn tay run rẩy của bà Hợi, lão Tiễu lại đưa đôi mắt hung ác cảnh cáo mụ một lần nữa. Đoạn đưa lên môi ngấp một ngụm lớn, chẹp chẹp hắng giọng rồi nói: "Chào cậu, nghe nói cậu muốn tìm mua nhà ở làng này phải không?" "Dạ đúng rồi, ông đây làm..." "Tên là Tiễu mà cậu vừa nhắc đến đây." "Ôi vậy thì may quá, chú có thể cho cháu xem nhà không ạ?" "Được chứ." Lão Tiễu cười sảng khoái, cậu uống nước rồi đi cùng tôi về xem nhà. Từ sau ngày ấy, lão Tiễu cho một đội thợ đến sửa sang ngôi nhà. Sau khi mà quét thêm một lớp sơn và thay kính cẩm, lợp thêm một mái ngói, ngôi nhà như là khoác thêm một cái áo cánh mới, trở nên sinh động tươi tắn hơn, không còn vẻ tiêu điều sơ xác vốn có của nó. 4 tháng sau thì Mạnh chính thức đưa gia đình đến sống tại ngôi nhà nhỏ Vĩnh An này. Vợ của anh là Thúy 28 tuổi, da trắng nõn với hai má lúm đồng tiền xinh xắn, một nụ cười thân thiện luôn nở trên môi. Vì vậy mà về làng không lâu ai cũng cảm mến khi có dịp tiếp xúc với chị. Nghe đâu Thúy là bác sĩ, sắp tới chị sẽ xen về công tác tại bệnh viện đa khoa của huyện. Hai đứa trẻ con có lẽ cũng phải xin cho vào học trường mầm non của xã. Tiếng chuông đồng hồ bàn vang lên, làm cho Mạnh choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ đầy mộng mị. Anh mệt mỏi ngáp dài vươn vai, rồi lấy tay lau đi những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài ở trên má. Có lẽ khi lĩnh tháng lương đầu tiên, anh cho người lắp thêm cái điều hòa mới được. Bên cạnh chị Thúy, vợ anh vẫn còn đang say giấc, đôi má trắng hồng với vài giọt mồ hôi vấn vương khiến cho vợ của anh trở nên xinh đẹp bội phần. Mạnh cúi người hôn nhẹ lên má của vợ, vén màn chui ra ngoài. Thúy liền vươn tay giọng ngái ngủ nói: "Anh đi đâu vậy, sao lại sớm thế?" "Anh đến cơ quan, em ngủ tiếp đi." "Sao anh nói tuần sau mới chính thức nhận việc mà?" "Ờ, thế nhưng mà anh muốn đến làm quen với mọi người trước, còn em ngủ thêm một chút nữa đi." Bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh lại rón rén bước sang phòng bên cạnh. Hai thằng lõi con đang gác chân lên nhau mà ngủ, thậm chí thằng Tùng còn nhóc nhép nhai như là đang ăn món mỹ thực nào đó. Nước dãi của nó chảy ra dính ướt cả một mảng gối. Khẽ lắc đầu mỉm cười, Mạnh đi ra khép cửa buồng lại rồi xuống lầu. Lúc này đang là mùa thu, mặc dù còn nóng nhưng mặt trời cũng mọc muộn, cho nên lúc này tầng một nhà anh vẫn còn mở tối. Đang bước thấp bước cao xuống cầu thang, Mạnh bỗng giật mình suýt ngã lộn cổ xuống. Trên bộ salon phòng khách nhà anh đang có một bà già còng lưng và một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi uống trà. Vừa uống trà họ vừa nói chuyện rôm rả, bên cạnh là hai đứa trẻ con đang cười tíu tít. "Này, các người là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi?" Nghe tiếng Mạnh hỏi, tất cả cùng ngước lên nhìn bằng những đôi mắt chỉ còn là những cái hốc đen ngòm. Từ trong những cái hốc ấy là những đốm đỏ tươi như máu, chòng chọc nhìn vào anh đầy thù hận. Từ đôi môi đã khô héo của chúng vén lên một nụ cười độc ác rồi từ từ biến mất. Mạnh bỗng nhiên thấy toàn thân của mình lạnh toát, da gà nổi lên tầng tầng. Đưa tay rồi đôi mắt toèn nhoèn vì ghen. Đến khi nhìn lại thì không thấy gì nữa. Cho là mình quá căng thẳng cho nên hoa mắt, Mạnh cũng không nghĩ nhiều nữa mà vội vàng vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Đang lúi húi rán trứng ở trên bếp thì Mạnh thấy loáng thoáng hình như có cái bóng lướt qua trên bàn ăn, rồi tiếng loảng xoảng vang lên ở đằng sau. Giật mình nhìn lại thì ra cái đĩa anh vừa đặt lên trên bàn ăn đã rơi xuống vỡ tan. Mạnh liếc nhìn ra phía cửa sổ bên trái, trong làn sương mờ đục trắng xám, một con mèo đen đang phi ra ngoài vườn mất dạng. Anh mỉm cười trấn an, thì ra là con mèo quỷ quái kia định vào ăn trộm đây mà. Chồng đi rồi, Thúy lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Bình thường cô vốn không có thói quen ngủ nướng, nhưng mà từ khi chuyển đến nhà này, cô luôn luôn mơ đến một giấc mơ rất lạ. Trong mơ có một đoàn người rách rưới từ đằng sau nhà bay qua cửa sổ, rồi đứng trước giường của cô. "Thúy ơi, đi chợ với chúng tao đi, đi chợ với chúng tao." Rồi một người đàn ông lực điền tiến tới nắm tay của cô. "Con kia, và tao ốm không đi kéo lưới được, mày phải đi với tao." Rồi cứ như vậy, các lực điền kia đeo cái giỏ nan hoa to tướng vào cạnh sườn của Thúy, rồi nắm tay của cô mà kéo đi. Cứ như vậy cô phải lội qua hết cái mương nước mà phù gã kia kéo lưới. Đến khi gà gáy hắn mới tha cho cô về nhà.
Đến lúc đó thì cô bàng hoàng tỉnh lại, người đau mỏi rã rời y như đã từng làm công việc nặng nhọc trong giấc mơ. Lúc này cũng vậy, Thúy thấy đầu óc của mình trở nên mơ hồ, cơ thể đau nhức như bị đánh. Đang thiêu thiêu ngủ thì thằng Tùng con trai lớn chạy vào lay cô. Mẹ ơi, con đói quá, mẹ nấu chút gì cho con ăn đi. Liếc nhìn lên kim ngắn chỉ đồng hồ đã 9 giờ. Thúy vội vàng xuống lầu vệ sinh răng miệng qua loa, rồi làm vội bát mì cho mình và con. Chỉ chờ mẹ đặt lên bàn là thằng Tùng vồ đến ăn ngấu nghiến. Sợi mì nóng làm cho đầu lưỡi của nó như là muốn bốc hỏa. Chị Thúy nhìn con rồi nói, ăn từ từ thôi con, có ai tránh mất đâu mà sợ. À mà em Bách đâu, sao con không có gọi em xuống? Nó vẫn đang ngủ mẹ ạ. Dạo này nó có bạn mới rồi, có chơi với con đấy đâu. Ủa con nói gì kỳ vậy? Nhà mình mới chuyển đến đây, các con đã đi đâu ra khỏi nhà đâu mà có bạn? Con không biết, có hai anh và một con bé con tối nào cũng mở cửa phòng rủ thằng Bách và chơi trốn tìm đấy mẹ. Khi mà con rủ chơi trò khác thì các anh không chịu còn đánh con. Đây mẹ xem này. Vừa nói Tùng vừa hồn nhiên vén tay áo lên cho mẹ xem. Ở trên tay của nó là mấy vết lằn như là roi vụt tím bầm. Chị Thúy cau mày nhìn con nhưng cũng không để trong lòng, vì thầm nghĩ chắc trẻ con nghịch ngợm cho nên va quẹt vào đâu thôi. Nghĩ vậy chị dịu dàng vuốt tóc của con rồi nói, mẹ biết rồi, nếu như mà các anh hư thì cứ thèm chơi với các anh nữa, chơi với em con thôi. Mà thôi ăn lên rồi phòng chơi với em nhé, mẹ đi chợ một lát. Nói rồi Thúy vơ vội cái nón lá, xách cái làn nhựa rồi đi ra khỏi nhà khép cửa lại. Theo như là mụ hợi bán nước nói thì chợ chỉ cách nhà tầm 500 mét, cho nên Thúy quyết định đi bộ, vừa giãn gân cốt lại vừa tiện ngắm cảnh ngôi làng mới của mình. Qua khỏi cánh đồng tầm 200 mét là một ngôi chùa nhỏ cổ kính rêu phong. Lúc này đi qua thì tiếng chuông chùa và tiếng gõ mõ tụng kinh, Thúy thấy tâm hồn của mình trở nên thư thái. Chỉ quyết định khi nào rảnh rỗi sẽ ghé qua thắp hương cúng Phật và thăm sư thầy. Qua khỏi chùa một lát là đến chợ. Đây là một cái chợ quê nhỏ, chỉ có vài sạp hàng nhỏ bé nằm sát bên con sông nhỏ uốn lượn chảy qua rìa của ngôi làng chị đang sống. Bà con ở đây chất phác hiền lành, biết là chị mới ở Thái Bình chuyển qua, ai cũng nhiệt tình bắt chuyện. Tuy nhiên khi mà nghe vợ chồng chị mới mua và chuyển đến căn nhà bỏ không của vợ chồng ông Tiễu ở xóm Vĩnh An, ai nấy đều mặt mày tái mét rồi vội vàng tìm cớ rời đi. Có chút buồn bực, Thúy vội vàng mua sắm chút thực phẩm rồi ra về. Chiều hôm ấy sau bữa cơm trưa, Thúy trở lại phòng muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nếu không thì cái đầu nhỏ của chị sẽ vỡ ra vì căng thẳng. Đang mơ màng thì Thúy thấy có hai bóng đen đứng trước giường nằm nhìn mình chằm chằm. Từ đôi mắt chỉ còn hai hốc đen ngòm của họ chảy ra hai dòng huyết lệ. Người đàn bà túm lấy tay của chị thều thào, đi ngay khỏi đây, nếu không muốn chết. Đây là nhà tôi, tại sao tôi phải đi, mà tại sao lại chết? Đi ngay, ta bảo phải đi ngay. Nói rồi họ đưa đôi bàn tay giữa nát chỉ còn xương trắng dựng ngược cái giường lên. Thì mất đà ngã lộn cổ xuống đất, đau đớn khiến cho Thúy lồm cồm bỏ dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Có lẽ trong lúc mơ ngủ đã lăn ra sát giường và đập đầu vào thành giường đau điếng. Mệt mỏi, chị ngồi dậy khẽ vén mái tóc dài túm gọn lên đỉnh đầu, rồi bước ra khỏi phòng mà không biết ở đằng sau có một đôi mắt đượm buồn nhìn mình và một tiếng thở dài khe khẽ. Mở cửa phòng bên cạnh thấy hai thằng bé con vẫn ngủ, Thúy mới khép cửa lại xuống cầu thang vào phòng khách. Trời vẫn còn sớm, có lẽ giờ này Mạnh vẫn còn bù hú với anh em ở cơ quan, cho nên Thúy cũng không vội. Lại bộ ghế sofa, Thúy bật kênh liên tục để dò tìm. Nhưng đến khi đến kênh HTV9 đang chiếu bộ phim về chiến tranh thời xưa, thì ngón tay của cô cứng lại như có người điều khiển. Bỗng sau lưng của cô lạnh thoát như có một hơi thở giá lạnh phả vào gáy, rồi một giọng nói giả lua vang lên. Cho tao xem nhờ với. Cho ta xem nhờ với, mày đừng chuyển kênh nữa được không? Thúy giật mình nhảy dựng lên nhìn lại đằng sau, thì chỉ là một khoảng trống vô hình. Một buổi chiều ảm đạm cứ như vậy trôi qua. Tối hôm ấy Mạnh gọi điện về nói anh đã được mấy đồng nghiệp mời đi ăn lẩu mừng ra mắt cho nên về muộn, bảo mẹ con cô cứ ăn cơm trước. Thúy tắm rửa cho hai đứa bé rồi dặn chúng ngồi trên ghế trong phòng ăn.
Trong khi mà thằng anh Tùng nhoai nhoai lên đòi ăn, thì thằng em lại ngồi im lìm như ông cụ non trên ghế. Đặt đĩa trứng lạp xưởng lên bàn, Thúy liền nghiêm mặt nhìn hai con. Cái này mẹ mới rán xong vẫn còn nóng, không được động tay vào kẻo bỏng nghe chưa. Chờ mẹ nấu xong bát canh ngao sẽ gắp vào bát cho. Tuy nhiên khi mà cô đang lúi húi ở bếp thì xoàng một tiếng, Thúy giật mình quay lại thì cả đĩa trứng đã nằm trên mặt đất. Quá tức giận, Thúy quát: Tùng, mẹ đã nói rồi sao con lại nghịch ngợm để đổ hết thức ăn như vậy? Mẹ, không phải con. Tùng mếu máo rồi nói tiếp: Mà là em Bách, em mới hất đổ xuống đất đấy. Bách, sao con hư vậy? Làm đổ tôi ăn thì lấy gì mà ăn? Mẹ ơi, cô kia muốn ăn cho nên là con cho cô ấy. Cô ấy nói cô ấy và các em đói lắm. Mẹ vẫn bảo là phải biết nhường đồ ăn cho người khó khăn hơn mình. Nhưng mà là cô nào? Con nói linh tinh gì vậy? Con muốn ăn đòn không? Con nói thật mà, mẹ phải tin con chứ. Thế cô ấy đâu? Cô ấy ở ngay sau lưng mẹ ấy. Lúc này Thúy đột nhiên thấy sống lưng của mình lạnh buốt, dường như là có một đôi mắt chòng chọc nhìn thẳng vào gáy của mình. Nhưng mà khi cô quay lại thì vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng. Lúc này Bách mới bĩu môi: Mẹ nhìn làm gì? Cô ấy bế em bé đi đâu rồi ấy? Thôi con đói rồi, mẹ cho con ăn đi. Thúy im lặng không nói nữa, nhưng mà từ sâu trong tim của cô như có một tảng đá nặng nề từ từ đè xuống. Khi hai đứa trẻ đã ăn cơm xong đi lên phòng rồi thì Thúy vẫn bần thần một mình trong bếp. Đôi mắt của cô vô tình nhìn ra cái gò đất cao cao sau nhà. Đôi mắt đột nhiên trợn tròn cả lên. Từ sau nhà cô một đoàn xương trắng mờ đục từ từ lan ra. Rồi khung cảnh biến đổi. Có rất nhiều người đang đi đi lại lại như những con rối. Không là những cái xác, có cái không đầu. Cần cổ của người đó chỉ là một cái động tối đen, sâu không thấy đáy. Có người thì cụt tay cụt chân, có người thì ngực vào bụng thủng lỗ chỗ như là cái sàng. Không có người cả cơ thể dập nát, máu thịt bầy nhầy như những bà hàng thịt hay băm thịt cho cô mang về làm trả trứng. Nghĩ đến đây thì Thúy bỗng cảm thấy một cỗ lượm lượm dâng lên trong đầy cổ. Không kiềm chế được, Thúy gặp người nôn nói. Có lẽ tiếng động của cô đã làm kinh động đến đám người kia. Họ từ từ quay đầu lại, chiếu đôi mắt đỏ rực vào cô. Những cánh tay xương sẩu vươn về phía Thúy, từ cổ họng của chúng đang phát ra những tiếng kêu khào. Thúy ơi, đi với chúng ta, đi với chúng ta Thúy ơi. Không, tôi không đi đâu, tha cho tôi đi bà. Thúy, Thúy, em sao thế này, tỉnh lại đi. Tiếng gọi gấp gáp đã lùi Thúy ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Hoàng hồn mở mắt thì thấy cô đang gục đầu vào bên bàn mà ngủ gật. Bên cạnh là anh Mạnh đang đứng nhìn cô bằng một đôi mắt đầy lo âu. Em sao thế? Anh về anh gọi mãi không thấy em mở cửa. Sợ mẹ con em có chuyện không hay cho nên anh phá cửa vào đây. Ai dám ngủ gật ở đây? Anh bảo là cứ ăn ngủ trước đi, không cần chờ anh. Này, em có nghe anh nói không Thúy? Mãi lúc này cô mới dùng mình thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia. Thúy liền bối rối đứng lên mà hỏi. Anh về bao giờ vậy? Mà em linh cảm thấy ngôi nhà của mình hình như không ổn anh à, em sợ lắm. Hình như là có ma. Em thôi đi, toàn nghĩ vớ vẩn thôi. Cái thế kỷ 21 rồi, con người sắp di dân lên mặt trăng rồi đó. Em có biết không mà ở đó ma với cỏ, rách việc quá. Nhưng em ấy mà. Thôi anh xin em đấy, anh mệt lắm. Anh cần nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm. Rồi không đợi cho Thúy phản đứng, Mạnh đi vào nhà tắm. Chẳng mấy chốc mà tiếng nước từ vòi hoa sen đã chảy rào rào. Thúy mệt mỏi lê chân lên phòng nằm ngủ, quay mặt vào trong mà khóc giấm dứt. Đột nhiên có một bờ vai mắt lạnh chạm vào cô và tiếng của Mạnh thì thầm. Anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em. Nhưng em biết đấy, vợ chồng mình khó khăn mới mua được cái nhà. Bây giờ em bảo anh phải làm sao? Thôi được rồi, để cuối tuần anh đưa em đi chùa thắp hương cho nó tĩnh tâm nhá. Bây giờ thì ngủ đi. Mạnh khẽ hôn lên vai của vợ rồi nghiêng mình nằm xuống. Khi mà tiếng thở đều của anh vang lên thì Thúy vẫn trăn trở lật qua lật lại. Gần nửa đêm Thúy mệt mỏi thiêu thiêu ngủ thì có tiếng cười đùa, tiếng chạy uỳnh nguỵch ở phòng của con trai. Hoàng hồn cô bật dậy chạy sang phòng con thì thấy Tùng đang quay mặt vào tường ngủ say. Còn thằng Bách thì mắt nhắm nghiền, vừa đang chạy vừa ngỏ hét. Trên tay của nó là một quả bóng da nhỏ mà Mạnh mới mua cho em mấy hôm trước. Ngoài ra thì có còn hai bóng trắng nữa đang chơi đùa với nó. Hoàng hồn Thúy vội vàng vào trong phòng của con thì hai bóng đen kia chui tọt vào tủ quần áo rồi biến mất.
Cô nhào lại mở tung tủ ra, nhưng ngoài quần áo thì chẳng có gì cả. Nếu tinh mắt hơn, có lẽ Thúy sẽ thích được có một đôi mắt đỏ mọng nhìn cô đầy thù hận. Lúc này Bách đã mở mắt ra nhìn thích mẹ. Nó bực bội ném luôn quả bóng xuống đất. Mẹ, con đang chơi với các anh rất vui, tại sao mẹ vào làm cho các anh ấy bỏ đi, con ghét mẹ. Nói rồi thằng bé leo lên giường nằm quay mặt vào trong, không để ý đến Thúy nữa. Mệt mỏi, cô lê bước chân trở về phòng nằm vật ra. Cô phải làm gì đây? Thế rồi một đoàn khói xám nhạt từ bãi đất cao sau nhà từ từ bay vào trong phòng. Thúy chỉ kịp nấc lên rồi xuống. Một người đàn ông hộ pháp và một người đàn bà trung niên ăn mặc theo lối nông dân ngày xưa hiện lên trong phòng. Ông ta liền túm lấy tay của Thúy. Thúy, đi đánh cá với vợ chồng tao. Đi đi, tao sẽ trả công. Cứ như vậy, cái gã đàn ông hộ pháp ấy lôi tuột cô ra khỏi nhà, ra con sông bên kia cánh đồng. Trong lúc này thì cô thấy mình đang bước đi trên một con đường đất gồ ghề giữa cánh đồng. Có lẽ vừa mưa xong cho nên đường còn trơn trượt rất khó đi. Phía trước là một đám người ăn mặc theo lối nô bộc ngày xưa, trong mấy bộ phim anh hay xem. Chỉ có điều là những người này ăn mặc vô cùng rách rưới. Trời thì lạnh mà họ mặc quần áo cộc tay, với rất nhiều những miếng vá chằng vá đục. Chỗ nào da thịt hở ra thì tím lại vì lạnh, và chằng chịt những vết soi vọt. Hình như là đoàn người đang khiêng một cái kiệu, trong kiệu tiếng mắng chửi không ngớt vang ra. Quân ăn hại, đi mà chậm như rùa vậy hả? Có biết là ông sắp muộn giờ hầu quan lớn rồi không? Đi nhanh cái chân lên. Bọn nô dịch không dám cãi lại mà chỉ bặm môi gồng mình nâng kiệu khó nhọc bước đi. Nhưng lúc này có một anh phu kiệu có lẽ đã quá đói và lạnh, cho nên khuỵu chân xuống một vũng bùn. Thế là cả cái kiệu lệch sang một bên. Rồi một người to béo mặc áo dài gấm hoa sang trọng từ bên trong ngã nhào xuống, cắm thẳng mặt xuống vũng bùn. Anh ta lóp ngóp mãi nhờ sự trợ giúp của mấy người phu kiệu khác mới miễn cưỡng đứng dậy được. Ra sức phun phì phì bùn đất trong mồm ra, rồi ông ta há mồm đoạn rít lên. Quần chó chết, mày định giết ông hả? Đồ phản phúc, ông tốn cơm tốn gạo nuôi mày để mày hại ông thế này hả? Cứ sau mỗi câu chửi bới, cái ba tong trong tay của ông lại nện lên đầu của thằng phu kiệu. Mặc dù cho thằng này ra sức ôm chân của ông van xin, đến khi mỏi tay không còn sức để quật nữa, ông mới nhìn lại thì thằng khốn nạn đã đoạn khí từ lâu. Đầu của nó dập nát, óc tương chảy ra hòa quyện với máu đỏ dính đầy cây ba tong. Lão phú hộ kia lúc này dường như cũng không quan tâm, chỉ nhếch miệng nở một nụ cười độc ác rồi chui vào kiệu, xe bọn phu còn lại nâng kiệu tiếp tục lên đường. Đám phu kiệu đi khuất sau con đi đầu làng rồi mà Vạnh vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ. Anh phẫn nộ và xót xa. Tại sao ngày xưa bọn cường hào ác bá lại coi thường tính mạng con người như vậy? Lúc này một tiếng cười khùng khục rùng rợn vang lên. Thế nào, mày xót xa sao? Mày phẫn nộ? Đó chính là lão bá hộ mão, ông cố nội của mày đó. Lúc này Mạnh giật mình, hèn gì anh thấy ông bá béo đó có chút quen mắt. Thì ra là ông ta có một khuôn mặt cực kỳ giống ông nội của anh và cả chính anh nữa. Tiếng cười khùng khục ma quái lại vang lên, rồi mấy bóng người từ từ hiện ra. Đó chẳng phải là những người anh đã gặp ngồi ở phòng khách nhà anh sáng hôm ấy. Lúc này bà già cầm lưng vừa cất tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Vì ông cố nộ nhà mày mà cả gia đình tao phải chạy trốn suốt đêm rời khỏi làng. Vừa đói vừa lạnh nên con trai của tao mới bị bạo bệnh mà chết, mày biết không? Cả chúng tao nữa. Tôi không biết. Cầm mồm. Con quỷ rít lên. Vì ông cố nội của mày mà gia đình tao ly tán, người chết kẻ tha hương đến đất khách quê người. Trả mạng cho bố tao đi, trả mạng cho em tao đi, trả mạng cho chúng tao đi. Giờ những con quỷ nhào tới bóp cổ của Mạnh, nhưng mà từ trên gối của Thúy, một ánh sáng vàng rực lóe lên bắn thẳng vào mấy con quỷ. Chúng rú lên rồi biến mất. Lúc này Mạnh mới bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Ở bên cạnh Thúy hình như vẫn còn đang ngủ say. Mạnh vuốt ngực một lần nữa rồi tự trấn an là do mình quá mệt mỏi căng thẳng cho nên mơ thấy ác mộng. Không để ý nhiều, anh nằm xuống giường tiếp tục dỗ giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao một linh cảm không lành cứ bủa vây, khiến cho Mạnh không tài nào có thể ngủ lại.
Chẳng bao lâu sau thì tiếng gà gáy của hàng xóm đã vang lên. Mạnh trở dậy nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi xuống lầu. Thì trên bộ ghế salon giữa nhà vẫn là bà già cầm lưng và cặp vợ chồng ấy. Họ quay lại nhìn anh bằng một đôi mắt đỏ rực hận thù. Mạnh lảo đảo lùi lại mấy bước ôm ngực thì một chàng cười quái dị vang lên, rồi các bóng đèn ấy từ từ biến mất. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Mạnh đã chuyển công tác về đây được nửa tháng thì vẫn chưa xin được việc, cho nên cô tạm thời ở nhà với hai đứa nhỏ. Có lẽ vì chưa có việc làm cho nên nhìn cô lúc nào cũng u uất buồn chán. Đôi lúc Mạnh cũng muốn đưa vợ con đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng công việc cơ quan bộn bề cứ như vậy cuốn anh đi cho đến một ngày. Sáng hôm đó, Mạnh vẫn như mọi khi dậy sớm đi làm và lại thấy bà cụ lưng cầm. Cầm và chồng lạ mặt và hai đứa trẻ con chơi đùa trong phòng khách của nhà anh. Đến khi anh lên tiếng hỏi thì họ đồng thời biến mất. Một lần thì có thể coi là ảo giác, nhưng mà ngày nào cũng vậy, thì đi làm với một tâm trạng vô cùng nặng nề. Bao nhiêu câu hỏi cứ lượn vượn trong đầu của anh. Cái ảo cảnh của bà cụ lưng cầm, đôi vợ chồng và mấy đứa trẻ mà anh nhìn thấy trong phòng khách nhà mình, có phải là sự thật hay là chỉ do anh quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác? Có lẽ vợ chồng của anh thực sự đã nhìn thấy gì đó, cho nên cô mới luôn mồm nói nhà anh có ma. Tan giờ làm, mặc cho đồng nghiệp trèo kéo đi uống bia giải khát, Mạnh lấy xe về thẳng nhà. Lúc về đến ngã ba đường 392 thì đột nhiên có một cái ô tô đi ngược chiều mất phanh lao thẳng về phía của Mạnh. Nhưng khi cái xe kia đâm trực diện đến thì bỗng có một bóng đen cao lớn thô kệch đẩy văng anh vào lề đường. Trước khi mất đi ý thức, Mạnh vẫn còn nhìn thấy đôi mắt đỏ mọng như máu chằm chằm nhìn anh đầy thù hận. Từ hôm ấy, Thúy đang ngồi bên bàn ăn chờ chồng về thì đột nhiên có một đoàn sương mù màu trắng đục từ từ lan vào trong phòng bếp, rồi một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai: "Tao đã trả công cho mày rồi nhé." Ai nói đây? Thúy thoảng thốt giật mình choàng tỉnh dậy, nhưng mà đoàn sương mù màu trắng ấy đã bay ra ngoài cửa sổ rồi từ từ tan đi. Lúc này điện thoại trên bàn của cô khẽ rung lên, rồi vang lên một giai điệu ngọt ngào: "Love you and love me." Thúy vồ lấy điện thoại áp lên tai: "Chồng à, sao anh về muộn vậy? Em vẫn còn chờ chồng về ăn cơm đây." Ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi giọng của một người đàn ông xa lạ vang lên: "Xin lỗi, chị là vợ của anh Mạnh phải không?" "Vâng, là tôi. Xin hỏi ai ở đầu dây ạ?" "Tôi là công an của huyện Vĩnh Bảo. Chồng chị bị tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa. Tuy nhiên hiện giờ tình trạng anh ấy rất nguy kịch, cần phải chuyển lên tuyến trên, cho nên là chúng tôi cần gia đình theo chăm sóc. Có gì cần bệnh viện còn trưng cầu ý kiến, đề nghị chị đến ngay bệnh viện trong khoảng 20 phút. Anh công an ngắt điện thoại từ lâu mà Thúy vẫn ngơ như người mất hồn. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Tiếng gọi bất ngờ của Tùng đã kéo cô ra khỏi cơn hoảng loạn. Phải rồi, lúc này cô phải thật bình tĩnh. Chỉ có cô mới thể làm chỗ dựa cho bố con của nó được. Gạt nước mắt, kẻ cúi xuống bế bổng con lên, Thúy liền nghiêm nghị nói: "Bố con có chút chuyện, mẹ phải đi ngay bây giờ. Con và em Bách sang nhà bà Hợi đợi chơi nhé. Một lát nữa bà ngoại sẽ sang đón. Con anh cả phải biết chăm lo cho em, biết chưa?" "Dạ, con biết rồi." Thằng bé Tùng ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ. Nó không hiểu nhưng mà vẫn gật đầu: "Con sẽ canh cho em ngủ." "Oan lắm, vậy mới là con của mẹ." Thúy vội vàng bế hai đứa con sang gửi nhờ nhà bà Hợi bán nước. Nói chuyện với mẹ được đôi ba câu, kể sơ qua tình hình, rồi cô tắt máy vội vã bắt xe ôm xuống bệnh viện. Khi cô xuống đến nơi thì bác sĩ vội đã đẩy cô lên xe cứu thương rồi rời đi. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Thúy cứ bồn chồn đi tới đi lui. Tim của cô đau như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua, nhưng nước mắt không thể nào rơi xuống. Sau mấy tiếng chờ đợi thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu được vụt tắt. Một người đàn ông trung niên trong bộ áo blue trắng mệt mỏi bước ra: "Bác sĩ, chồng cháu sao rồi ạ? Cô là vợ bệnh nhân Mạnh?" "Dạ vâng ạ, cháu là vợ anh ấy." "Vậy mời cô theo tôi vào trong phòng, tôi có chút việc cần phải trao đổi với cô." Suốt cả buổi nói chuyện, tai của Thúy như ù đi. Cô hầu như không nghe được lời của bác sĩ nói, chỉ đọng lại duy nhất một câu: "Chúng tôi cần gia đình ký vào biên bản đồng ý phẫu thuật cưa bỏ chân phải cho bệnh nhân." "Này cô,
Ông bác sĩ liền cua tay trước mặt của Thúy. Cậu có nghe tôi nói không? Chúng tôi cần cô ký vào biên bản để còn làm phẫu thuật cho bệnh nhân gấp. Thời gian không còn nhiều. Sao lại cưa chân ạ? Không còn cách nào khác sao bác sĩ? Nếu mà còn cách khác, dù chỉ là một tia hy vọng, chúng tôi cũng cố gắng. Tiếc rằng đây là cách duy nhất cứu tính mạng của anh ấy. Khi vị bác sĩ đã rời đi rồi thì vẫn đờ đẫn như người mất hồn. Cô không thể tin được vì sao gia đình của mình đang êm đẹp lại rơi vào tình cảnh chớ trêu này. Giờ đây vợ chồng của cô phải biết làm sao. Thúy mệt mỏi gục đầu xuống bàn và thiếp đi. Cô mơ màng thấy bóng trắng lướt vào trong phòng. Từ đôi mắt chỉ còn những cái hốc tối đen của chúng bắn ra những tia lửa đỏ hận thù về phía của cô. Trả mạng cho tao, trả mạng cho chúng tao. Rồi những cái bóng trắng rít lên, từ đôi môi đã khô héo của chúng hay dòng máu tanh đen ngòm chảy ra. Chúng đồng loạt vươn đôi tay khô héo với những móng vuốt sắc nhọn về phía của Thúy. Từng đôi tay như là những con mãng xà lạnh buốt dần dần trườn bò quấn lấy cổ của cô. Đột nhiên từ ngực của Thúy một tia sáng trắng chợt đùng đục bắt ra. Những con quỷ rú lên thu tay về, rồi từ từ tan ra. Nhưng không gian vẫn còn mơ hồ vọng lại tiếng cười quỷ dị của chúng. Thúy, con tỉnh dậy đi con Thúy. Tiếng gọi gấp gáp kéo Thúy ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô mở tròn mắt thì nhận biết mình vẫn còn ngồi gục đầu bên bàn làm việc của ông bác sĩ trưởng khoa. Bên cạnh ông Thảo đang nhìn lấy cô đầy lo lắng. Bố sang bao giờ vậy? Nghe mày gọi thì bố vội vàng chờ bà ấy sang, rồi để mẹ mày ở nhà với hai đứa nhỏ. Bố lập tức vào bệnh viện. Tội nghiệp bố nó thì mất rồi, giờ chỉ còn lại bà mẹ quanh năm bệnh tật, cho nên bố không có dám bảo bà ấy biết tin dữ này. Bố ơi, chồng con, bố ơi, con biết phải làm sao đây? Bố biết rồi. Ông Thảo khẽ vứt tóc con rồi quay đi lén thở dài. Không sao đâu con, chỉ mất một chân con còn may là giữ được tính mạng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con. Mặc dù cố gồng mình để an ủi con gái, nhưng mà ông Thảo cũng thấy lòng của mình nặng trĩu. Chúng nó còn trẻ, con lại còn nhỏ như vậy. Rồi đây với tấm thân tàn phế này, nó phải làm sao để chăm lo cho vợ con? Nhìn cái mắt đỏ hoe tiều tụy trông thấy mà ông thấy lòng đau như cắt. Con bé trước này vẫn là hòn ngọc quý mà ông bà nâng niu trong lòng bàn tay. Vậy mà cao xanh thật là nghiệt ngã. Khi hai cha con vẫn còn thở thì ông bác sĩ trung niên lúc trước lại mở cửa đi vào phòng. Thế vậy Thúy vội vàng để bố vào rồi nhào đến. Bác sĩ à, chồng tôi sao rồi? Ổn rồi. Ông bác sĩ mệt mỏi đáp lại, ca mổ thành công. Chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào trong phòng hồi sức. Bây giờ gia đình có thể vào thăm. Không kịp cảm ơn, Thúy vội vàng để cửa phòng lao vào như là một mũi tên. Ông Thảo ái ngại cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Ông ta chỉ đôn hậu mỉm cười. Không sao đâu, tôi hiểu tâm trạng của người nhà bệnh nhân. Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Ông cũng nên đi thăm bệnh nhân đi. Khi hai cha con đẩy cửa vào thì Mạnh đang nằm trên giường. Trên mặt là một máy trợ thở. Một cô điều dưỡng đang chỉnh lại dây chuyển dịch. Thế hai người vào, cô nằm dấu im lặng. Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng mà vẫn cần thời gian hồi phục. Bác và chị đây nên giữ yên lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Nói rồi chị ta ra khỏi phòng bệnh khép cửa lại. Thế vội vàng nhào lại gục đầu xuống giường bệnh bên cạnh Mạnh mà khóc. Nhìn anh tái nhợt không còn huyết sắc, phía một bên chân bị cụt đến đầu gối, nằm bên giường bệnh đeo máy trợ thở, mà Thúy cảm thấy tim của mình như bị cắt làm trăm mảnh. Lòng của cô gào thét, tại sao? Đang yên đang lành mà trời già nỡ ác nghiệt, gieo rắc tai họa xuống gia đình nhỏ của cô. Đột nhiên một luồng âm phong từ đâu cuồn cuộn thổi đến lạnh buốt, làm cho hai cha con cô bất giác rùng mình, da gà da chó nổi lên tầng tầng. Trong âm phong mang theo một mùi tử khí, một mùi tanh hôi của máu, rồi không gian im ắng bỗng vang lên một tiếng cười quỷ dị. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, chúng mày phải trả giá, tất cả chúng mày. Giờ có tiếng bò sột soạt như là thạch sùng trên trần phòng bệnh, cả hai cha con cùng ngước mắt lên thì gần như chết sững. Trần nhà là mấy cái bóng trắng toát đang bò ngoằn ngoèo như mãng xà. Từ đôi mắt trống rỗng của chúng là hai đống lửa đỏ như máu. Từ đôi môi khô héo của chúng vén lên một nụ cười độc ác. Rồi những cái bóng nhoáng lên từ từ hóa thành những đoàn xương đỏ mờ đục và tan biến. Ông Thảo kinh hoàng lẩm bẩm.
Không ổn rồi. Thứ ơi, không ổn rồi. Bố e là nhà con đã chọc vào thứ không sạch sẽ, cho nên gặp họa sát thân. Vậy phải làm sao hả bố? Bố cứu chúng con với, không còn chết mất. Yên lặng đi bố nghĩ sao nào. Ông Thảo vân vê ria mép rồi đột nhiên ả lên một tiếng. Có cách rồi. Cách gì hả bố? Bố có người bạn học cùng cấp 2 rất thân, quê ở Quỳnh Phụ của con. Bố nghe nói là chú ấy sau này được Lộc mở điện xem bói ở quê, hình như là ghé bóng của ông Hoàng Bảy thì phải. Sau lại theo học ông thầy pháp nào đó trên mãi tận Cao Bằng Bắc Cạn, cho nên bắt ma trừ quỷ cao tay lắm. Để bố gọi cho thằng Ngọc bảo nó sang nhờ thầy thu xếp sang mà giúp gia đình. Nói rồi ông lôi điện thoại ra bấm số lên tai một hồi rồi ông nói: "À, cứ thế nhé, bà thầy thu xếp sang Vĩnh Bảo giúp gia đình con Thúy. Không bố e là nguy đến nơi rồi đấy, thế nhé." Ngắt máy, ông Thảo quay sang ái ngại nhìn con gái: "Mày kiệt quệ quá rồi đi con. Nếu không tranh thủ nghỉ chút làm sao có sức lo cho chồng con. Thôi ở đây đã có bố rồi, về tranh thủ ngủ chút đi. Con không về đâu, con muốn ở đây với anh ấy. Thôi ngay đi. Mày xem lại xem đi, coi như là cái xác vô hồn không à. Đằng nào thì nó cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi. Theo bố thì mày nên về nhà xăm cái lễ ra chùa, nhà sư cụ giải hạn cho gia đình, với lại xem mấy cái thằng bé con nó như thế nào rồi. Rồi sau đó vào đây. Giờ nó vẫn còn chưa tỉnh lại, có bố ở đây rồi, đừng có lo." Thế nghe bố nói như vậy, chỉ im lặng cúi đầu rồi lý nhí đáp: "Phải bố giúp con trông anh ấy, con đi chút rồi con quay lại." "Ờ, đi nhớ cẩn thận đấy." Chiều hôm ấy, Thúy mang một mâm hoa quả vào chùa, đặt lên ban bát bảo rồi quỳ xuống thành tâm cầu khấn. Mùi hương trầm vẫn vương trong đại điện làm cho cô thấy tâm của mình an tĩnh đi phần nào. Chợt có một người đàn bà tầm 40 tuổi mặc áo nâu sồng bước đến khẽ chắp tay. Thí chủ khi nào khấn Phật xong thì qua bên trai phòng, sư cụ có lời muốn nói. Trong căn phòng nhỏ phía sau điện, trên bộ trường kỳ bằng gỗ nâu, một người đàn bà tầm 70 tuổi mặc áo nâu sồng, cổ đeo tràng hạt cũng màu nâu, đang ngồi trầm tư đăm chiêu nhìn vào một quyển sách cũ đã sờn gáy ở trên bàn. Thúy liền nhẹ nhẹ tiến vào chắp tay: "Bạch cụ cho con hỏi là có gì chị bảo à?" "Mô Phật, mời thí chủ ngồi. Nhà chùa thì thí chủ không được quen mắt cho lắm, chẳng hay thí chủ ở đâu mới chuyển đến vùng này, hay chỉ là khách hành hương lai vãng qua đây?" "Bạch cụ, là gia đình chúng con ở Thái Bình muốn chuyển sang Vĩnh An này được tầm nửa tháng à?" "À, thế ra là vậy. Nhà chùa thì ấn đường của thí chủ có chút đen, chẳng hay gia đình thí chủ có chuyện không may?" Thế nghe đến đây thì bao nhiêu phòng tuyến trong lòng như là vỡ đi, ào ào đổ xuống. Cô khóc nức nở, nước mắt như những hạt châu không ngừng tuôn ra. Sư cụ Đàm Thanh bối rối với lấy chén sứ men trắng trên bàn, rót một chén trà xanh đẩy tới trước mặt của cô. "Thí chủ bình tĩnh đi, uống chén trà xanh cho tĩnh tâm, rồi có gì xin từ từ nói cho bần tăng được rõ." Thúy nhận chén nước từ tay của nhà sư, dốc cổ uống cạn rồi im lặng cúi đầu kể lại cho nhà sư nghe chuyện xảy ra với chồng của mình và cả những gì xảy ra với Bách, con trai út của cô, cùng với những cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám cô như hình với bóng kể từ khi mà Thúy đặt chân về ngôi nhà này. Nghe xong, sư cụ trầm tư rồi nói: "Thì ra gia đình thí chủ đã chuyển đến sống tại ngôi nhà đồng hiến ấy, hèn chi..." "Bạch thầy, ý thầy là sao à? Tại sao lại gọi là nhà đồng hiến?" Thí chủ uống nước đi rồi từ từ bần tăng sẽ kể lại ngọn ngành mọi sự cho nghe. Làng Vĩnh An, những năm 1954, sư cụ Đàm Thanh lúc ấy còn rất nhỏ, đâu chỉ tầm 4-5 tuổi. Cha mẹ đều chết trong một vụ càn quét của thực dân Pháp, cho nên đứa nhỏ được sư cụ thương tình đem về nuôi. Hàng ngày hai thầy trò vẫn cần mẫn vào làng hóa duyên và giúp siêu độ cho những gia đình có người đã khuất. Thời đó ngôi làng này vô cùng nghèo nàn, các gia đình phần lớn sống trong những ngôi nhà nhỏ dựng bằng phên nứa và chất bùn trộn rơm rạ tránh mưa gió. Mái thì lợp bằng rơm hay là lá chuối khô, bao quanh là những cái ao nhỏ ken kín bèo tây. Vào mùa hè thì hoa bèo nở tím cả mặt ao, nhưng không có ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Đơn giản thôi, khi bụng đói thì cái gì là đẹp nữa. Đêm ấy tầm khoảng bắt đầu canh ba, sư cổ tĩnh tâm đang gõ mõ tụng kinh trên tòa bảo điện, còn sư Đàm Thanh lúc ấy là một cô bé con hòa, ngồi bên cạnh vừa phụ gõ mõ vừa gần gù.
thì ở bên ngoài cổng chùa có tiếng chân chạy huỳnh huỳnh, rồi tiếng gõ cửa gấp gáp. Sư cụ Tĩnh Tâm, sư cụ còn thức không ạ? Sư cụ không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày. Hòa, con ra mở cửa xem có bà con cần gì. Khi mà hai cánh cửa bằng phên nước ọp ẹp của nhà chùa được mở ra thì một nhóm người sộc vào. Có người còn nói bù lu bù loa, xin cụ cứu con với, van xin cụ. Lúc này sư Tĩnh Tâm mới ngừng gõ mõ tụng kinh. Lúc này cô Ngư vừa khóc vừa nhào vào ôm lấy chân của sư cụ. Bạch cụ, xin cụ cứu con gái của con. Có chuyện gì thí chủ cứ từ từ nói. Bạch cụ, là tối nay lúc mà nhà con ăn tối xong, con ru con bé Hoàn ngủ rồi đặt nó lên chõng tre trong phòng ngủ với bố con. Còn con đi ra ngoài sân sau múc nước tắm. Đến khi con trở lại giường thì bố nó vẫn chồng con cu lên mà ngủ. Còn con bé Hoàn thì không thấy đâu. Con hoảng hồn đánh thức bố nó, rồi hai vợ chồng tìm kiếm khắp ngóc ngách trong nhà mà không thấy đâu. Thế như vậy thì nhà con hô hoán bà con chòm xóm tản đi khắp nơi, mà đến bây giờ tâm tích con bé vẫn như kim đáy bể. Bạch cụ, xin cụ cứu con gái của con, nếu có mệnh hệ gì thì con không sống nổi mất. Nói đến đây thì Mộ Ngư lại bò ra đất, gục đầu xuống chân sư cụ mà khóc. Sư Tĩnh Tâm thén thở dài, nâng mụ dậy rồi nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, thí chủ bình tĩnh, mọi chuyện đâu còn đó. Hòa, đóng cửa đại điện lại, rồi thầy cho mình cùng theo dân làng vào làng Vĩnh An, xem có giúp được gì không con. Khi mà cả hai thầy trò vào đến nhà của Mụ Ngư thì đã là cuối canh ba. Mặc dù đang là nửa đêm nhưng bà con hầu hết tập trung tại đây. Ánh đèn đuốc soi sáng cả một đoạn đường từ nhà mộ ra đến giữa làng. Sư Tĩnh Tâm đến trước bàn thờ gia tiên của nhà mộ, thắp lên ba nén nhang rồi lầm rầm khấn vái rất lâu. Đoàn cụ rút ra một nén nhang cầm trên tay. Là thật ngói nhang đang tì ngút tỏa ra thẳng tắp bồng bềnh như là ngọn đuốc, rồi thẳng tắp chỉ về một hướng. Sư cửu vội vã đứng bật dậy rời đi. Vợ chồng của Mộ Ngư và bà con chòm xóm cũng đang lục tục theo sau. Đến bãi đất cao có gò tre giữa hai làng, sư cụ dừng lại, cắn nén nhang lên gò đất, rồi không quản bùn đất. Sư Tĩnh Tâm ngồi xuống khoanh chân lẩm bẩm đọc kinh. Qua tầm một khắc, từ trên ngọn tre có những đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm xuống. Một tràng cười quỷ dị vang lên. Sau đó ngọn tre vun vút như có người đu đưa, rồi một làn khói xám dày trong khóm tre từ từ tản ra. Lúc này bà con mới tá hỏa phát hiện ra con bé Hoàn đang nằm ngủ say ly bì giữa bụi tre gai. Không chần chừ gì, chú Thoan chồng của cô Ngư và mấy chú lực điền vội về nhà vác dao dựa chặt hết những cành tre gai mà đưa con bé ra. Mặt và mồm của nó đầy đất sét đen sì hôi thối. Mộ Ngư vội vã múc nước rửa mặt cạy miệng con bé để moi đất cát, nhưng con bé vẫn nằm im bất động. Thế vậy thì mụ lại mếu máo. Bạch sư cụ, sao con bé nhà con không chịu tỉnh lại? Thí chủ không cần lo lắng, con bé bị bắt mất hồn phách rồi. Bây giờ thí chủ ra ngoài ngắt cho nhà chùa 9 bông hoa đỏ, đặt vào đĩa vào một cốc nước sạch, dâng lên bàn thờ rồi nhà chùa làm lễ cúng gọi hồn của con bé về. Khi mà hoa tươi đã được đặt lên bàn thờ gia tiên, sư Tĩnh Tâm lại thắp một tuần nhang mới trên bàn thờ rồi lầm rầm cầu khấn. Sau mấy tuần hương, một đoàn sương mù tản ra khắp khoảng sân đất trước, rồi một tiếng cười ma mị vang lên. Giờ một vòng khói trắng nhạt mơ hồ từ ngoài bay vào. Nhà sư vội vàng niệm chú nhanh hơn. Tiếng cười quỷ dị vừa dứt thì một vòng khói trắng nhạt kia bỗng bay lượn vòng quanh con bé Hoàn rồi biến mất. Sư cụ Tĩnh Tâm vội lấy trong tay nải ra một chút bột nhang cho vào cốc nước sạch trên bàn thờ, rồi đưa vào người nhà cho con bé uống. Được một lát sau thì con bé Hoàn lồm cồm bò dậy, há mồm nôn thốc nôn tháo ra cả một đống đất nâu, có lẫn cái máu tanh tanh ngòm. Còn con bé khóc lên choe choé, mẹ ơi cứu con với, mẹ đây, con bé ngoan đừng sợ. Mộ Ngư nhào đến ôm con vào lòng mà vỗ về, đừng sợ nhé, thế có chuyện gì kể cho mẹ nghe. Mẹ ơi con sợ lắm. Con bé Hoàn mếu máo rồi kể. Con đang ngồi trên giường thì có hai anh đi gọi con dậy rủ đi chơi. Các anh ấy nói nhà mình nhiều bánh kẹo lắm, cho nên con mới đi theo. Con theo sau các anh ấy bước vào ngôi nhà lạ lắm mẹ hả. Các anh ấy mới lấy ra rất nhiều kẹo bông, kẹo vừng, bánh khảo. Con đang ăn ngon thì nghe tiếng mẹ gọi. Con muốn đi về.
thì anh ấy trợn mắt lên bảo là không kêu được. Nếu mà không sẽ giết con, sau đó là anh sẽ ghé mặt thổi vào mặt của con một mùi thối lắm. Rồi con không biết gì nữa. Mẹ ơi, con sợ lắm. Nhà sư Tĩnh Tâm khẽ thở dài. Bà ta nghe nói trước đây có một gia đình từ xa lưu lạc đến đây để ăn xin. Tuy nhiên những năm 45 giải phóng, gia đình nào chẳng đói, làm gì có ai mà cho. Chính vì vậy cho nên mấy hôm sau, dân làng phát hiện cả gia đình này gục xuống bờ ao chết vì đói. Dân làng cắm cành mới bó họ vào một chiếc manh chiếu, rồi đào một cái huyệt mà chôn xuống ngay tại đó. Không hiểu sao cái huyệt mộ nó càng ngày càng đùn lên cao, rồi một bụi tre gai mọc lên tươi tốt ngay trên gò mả ấy. Theo nhà chùa thấy thì họ chỉ muốn đùa với con bé chứ không hề có ác ý gì đâu. Thí chủ nên cho con bé uống nước gừng với tắm nước lá bưởi vài lần là ổn. Nhà chùa còn có việc xin cáo từ. Khi hai thầy trò ra đến gò tre bên ngoài giữa ao làng, thì nghe thấy tiếng người nói chuyện ồn ào. Do bên cạnh gò đất có một khoảng trống khá lớn, cho nên bà con ba xóm xung quanh đây mang đồ đến đây trao đổi với nhau, rồi dần dần hình thành nên một cái chợ tự phát. Tiếng huyên náo mà cả không ngớt vang lên. Bà ơi, con cá này bao tiền? Cơm sao lại đắt thế? Con cá hay là khúc vàng vậy hả? Ở cái bà này, mua thì mua, không thì mua thì thôi chứ. Chứ nhà tôi là cá tươi ngon như thế này, chứ có phải là cái thứ rẻ rách đâu mà bà nâng lên đặt xuống. Rau non quá, bao tiền một mớ cô ơi? Khi hai thầy trò len lỏi ra khỏi đám người thì có tiếng gọi giật giọng. Sư cổ với chú tiểu đi đâu về vậy? Nhà con hôm nay mới hái được mấy mớ rau tươi ngon, nhà chùa cầm về mà cải thiện hả? À, đa tạ thí chủ, nhưng mà nhà chùa không cần gì. Thôi, đây là tấm lòng thành của nhà con, xin sư cổ cứ nhận cho nhà con vui. Nói rồi thì người đàn bà rúi mấy mớ rau cải xanh non mươn mượn vào túi cói của chú Tiểu Hòa. Sư cổ Tĩnh Tâm bất đắc dĩ chắp tay cảm ơn người phụ nữ tốt bụng, rồi hai thầy trò rảo bước rời đi. Bỗng có tiếng là thất thanh vang lên. Lính gióng đến đi bà con. Cả cái chợ xếp đang đông vui, thế nhưng bỗng nhiên loạn lên thành một đoàn. Tiếng người gọi, tiếng trẻ con khóc xôn xao, rồi mấy phát súng chỉ thiên bắn lên trời. Và một đoàn đông những thằng mặc áo rằn di xuất hiện. Một thằng to con như là hộ pháp, da trắng mắt xanh đi đầu. Nó liền giơ nòng súng lên trời mà bắn chỉ thiên hai phát, rồi cho mồm vào cái loa to tổ bố đang đeo bên hông. Một thằng như là quỷ đói mặc sơ mi trắng mà xì xồ một chàng tiếng Pháp. Sau đó thằng quỷ đói, hay đúng hơn là thằng thông ngôn bên cạnh, đón lấy cái loa mà hét vào. Alo bà con chú ý, theo thông tin của ngày mật thám, có một nhóm dân làng này nấu rượu lậu. Đây là chuyện mà các quan trên cấm tuyệt đối. Vì vậy mà nay quan tổng trấn về đây truy lùng. Kẻ nào phạm tội thì tự giác giao nộp tăng vật và nộp phạt. Nếu không để các quan trên phát hiện ra, sẽ bỏ tù cả nhà. Tiếng chòe chòe chùa như là cứt mèo của thằng thông ngôn vang lên. Nhưng mà sư cổ Tĩnh Tâm đã lôi Tiểu Hòa đi. Sư cổ Đàm Thanh nói đến đây thì quay đi lén tiếng thở dài. Đôi mắt hẳn lên đầy những nếp nhăn vì tuổi tác và sương gió của cụ, rơi hai giọt lệ nóng hổi. Thế nghe đến đây thì bồn chồn. Bạch cụ, sau đó chuyện gì xảy ra à? Lúc gần về đến cổng chùa, ta nghe nhiều tiếng súng nổ và tiếng kêu khóc ở chợ Đông Hến. Sau đó tiếng khóc cứ dần dần nhỏ rồi thất hẳn. Đến khi tiếng súng đã im hẳn một hồi lâu, sư cổ Tĩnh Tâm không yên lòng mới dắt ta quay trở lại. Thì trước mắt hai thầy trò là một cảnh máu chảy thành sông, thầy phơi đầy đất. Lúc này tiếng người gào khóc, tiếng quạ kêu ồn ào cả một làng quê. Sư cổ ta nghe một số bà con nói lại, thì ra thằng thông ngôn nhận ra trong số những người tập trung tại chợ, có người làm du kích, liên lạc với Việt Minh, cho nên là đã báo cho tin quan tổng trấn. Sau đó thì mới có trận đồ sắt ấy. Từ đó thì hàng đêm những người chết oan ấy vẫn hiện lên khóc lóc quấy phá người dân ở trong xóm. Ai đi qua thì cũng bị lôi lại trêu ghẹo giấu đồ. Có nhiều đứa trẻ con bị mất tích, hay là nhiều gia đình bị mất đồ đạc. Đến khi sư cụ vào thì tụng kinh đốt hương tìm kiếm, thì lại thấy xuất hiện ở dưới bụi tre trong cái gò đất ấy. Sau đó thì sư cụ Tĩnh Tâm phải làm theo một cái đàn lớn tụng kinh cầu siêu 9 ngày 9 đêm,
cho các vong hồn chết oan ở đây thì mọi việc mới tạm thời yên ổn. Nhưng mà từ đó không ai đến đó buôn bán nữa. Ngay đến đó thì mọi người đều im lặng, tất cả đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, xót thương cho những cái chết oan uổng dưới gót giày của những bọn đô hộ. Chưa một ngụm nước chè xanh nữa rồi sư cụ Đàm Thanh lại tiếp. Sau năm 1975, ta nghe nói gia đình của cụ Hồng sống tại mảnh đất ngay bên cạnh bãi hến, thường xuyên bị vong quấy quà và làm phiền, cho nên đã bỏ đi nơi khác sinh sống. Từ đó nguyên một dải đất quanh bãi hến bị bỏ hoang. Cho đến năm 1995, gia đình của lão Tiễu chuyển đến đó để sống. Lão là một người vô gia cư, cho nên là đã cho người phá bụi tre, dựng ngôi nhà ngay cạnh bãi hến cho con trai cưới vợ. Lúc này thì chuyện mới bắt đầu. Bạch cụ, là chuyện gì vậy ạ? Người vợ trẻ đêm đêm đều thấy rất nhiều người đến dựng giường đuổi đi, nói chỉ ta chiếm nhà của họ. Anh chồng thì đi làm về bị tai nạn gần chết, nhà chùa đã vào cúng giải hạn cho mới qua khỏi. Người vợ vì quá đau buồn mà sảy thai, từ đó chị ấy bị điên điên khùng khùng, cho nên gia đình mới xin đón về nhà tĩnh dưỡng. Sau đó có mấy gia đình nơi xa không biết chuyện đến mua lại ngôi nhà, nhưng mà chỉ được một thời gian đều bỏ chạy lý người. Nhà chùa không biết gia đình thí chủ lại đến ở trong ngôi nhà ấy. Nghe đến đây thì Thúy thấy đầu của mình đau như ai đó cầm đá tảng mà đè vào. Cô hoảng hốt quỳ thụp xuống nắm lấy tay của sư cụ Đàm Thanh mà khóc. Bạch cụ, nhà con hoàn cảnh khó khăn, phải mượn mãi mới mua được ngôi nhà ấy. Xin thầy hãy giúp chúng con cầu siêu cho những vong linh chết oan ở đó được không? Giúp cho họ siêu thoát để chúng con có chỗ an cư lạc nghiệp, không chúng con chết mất. Sư cụ Đàm Thanh vội vàng nâng Thúy dậy, khuôn mặt già nua đỏ ửng lên vì thẹn. Thí chủ đừng làm như vậy, nghe bần tăng nói một tiếng đã. Rồi sư cụ liền giơ tay bấm đồn. Thí chủ thả lỗi, mảnh đất đó âm khí quá nặng, sát khí kinh thiên mà bần tăng vô dụng không làm được gì. Nhưng mà thí chủ cũng đừng quá lo lắng, sẽ có cao nhân đến giúp. Nghe sư cụ Đàm Thanh nói như vậy, Thí không nói gì nữa, run rẩy đỡ lấy cốc trà xanh trong tay của chú Tiểu, đưa lên miệng thì điện thoại trong túi cô đổ chuông. Xin lỗi nhà sư xong, cô liền rút điện thoại ra mà áp lên tai. Alo, con nghe mẹ ơi. Dạ, con đang ở chùa, con về đây. Cũng chiều hôm ấy, Ngọc anh trai của Vân cũng lấy xe máy đèo thầy Hưng từ Thái Bình sang. Khi đến địa phận của huyện Vĩnh Bảo thì thầy đưa tay bấm độn rồi nói: khoan đã, đừng có vào nhà vội, anh đưa thầy đến bệnh viện ngay, không thằng cu em rể anh không cứu kịp đâu. Hoàng hồn, anh Ngọc vội tăng hết ga phóng ra bệnh viện. Đến nơi thì gửi xe xong, hai người vội vàng tiến về phía phòng cấp cứu hồi sức. Lúc này xung quanh là một mảng yên tĩnh. Ngọc vội vàng đá vào cửa phòng thì thấy ông Thảo đang gục đầu bên cạnh giường mê man. Xung quanh giường là mấy bóng quỷ ảnh bay lượn, từ đôi mắt trống rỗng của chúng là những đống lửa đỏ như máu đang chòng chọc nhìn mạnh để hận thù. Khóe môi của chúng chỉ ra hai chiếc răng nanh đang nhỏ máu đen tòng tầm. Từng chàng tiếng cười khùng khục phát ra từ miệng chúng vô cùng quỷ dị. Một con lưng còng xà xuống thấp sát giường của Mạnh, rồi đưa đôi tay sưng sầu với những chiếc móng sắc nhọn đến cần cổ của Mạnh mà bóp. Trên giường thân thể của Mạnh run lên, tiếng máy điện tâm đổ tít tít không ngừng. Đúng lúc này thì thầy Hưng đá cửa xông vào. Ông liền chắp tay niệm đoạn chú, vùng cây phất trần trên tay. Từ trong cây phất trần bay ra mấy lá bùa vàng ánh kim, bắn thẳng lên đôi tay khô héo của con quỷ cầm lưng. Những lá bùa khác thì bay về phía mấy bóng quỷ ảnh trên trần nhà. Từng tia lửa đỏ bắn ra từ những lá bùa làm cho bọn chúng rú lên và đồng loạt biến mất. Lúc này thầy Hưng vội móc trong túi ra một gói bột màu xám xám, hòa vào với cốc nước lọc trên đầu bàn cho ông Thảo uống. Đoàn thầy giơ tay bấm chuông cấp cứu ở đầu giường bệnh, rồi kéo anh Ngập ra góc khuất hành lang khu bệnh viện. Tiếng còi báo động tại phòng hồi sức cấp cứu kêu lên. Chỉ một lát sau, khi mà nhóm bác sĩ điều dưỡng chạy tới thì máy điện tâm đồ trong phòng vẫn ngừng nhấp nháy. Hoàng hồn, bác sĩ Tâm vội vàng đẩy ông Thảo lúc ấy vừa mới tỉnh lại còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ra khỏi phòng cấp cứu rồi đóng cửa lại. Ông Thảo thư thần đi ra ngoài theo dãy hành lang,
Đến góc rẽ thì có một bàn tay kéo ông lại. Chưa kịp la lên thì một bàn tay đưa lên bịt miệng của ông, rồi tiếng của Ngọc vang lên. Bố đừng la con đây. Đẩy con trai, ông Thảo lấy một hơi thở dài rồi đoạn đáp. Ngọc đi hả? Ơ kìa thầy Hưng, ông sang bao giờ mà không báo cho tôi? Bà Đào vừa mới cứu con rể cô một mạng đấy. Lão Hưng vừa vuốt vuốt bộ râu dê lún phún trên mép vừa ra vẻ đạo mạo nói. Thôi lại ghế kia ngồi rồi kể lại tường tận mọi chuyện cho thầy nghe. Khi mà ông Thảo vẫn còn đang giang dở câu chuyện thì thầy Hưng giơ tay ngăn lại. Lão đưa tay bấm độn rồi nói. Này, lão đem ngay lá bùa này dán lên cửa phòng thằng con rể của lão. Nó sẽ không ngăn cho mấy vòng ma đến ám hại. Còn bây giờ chúng ta phải về ngay kẻo cháu nội cũng gặp chuyện. Khi mà xe máy của Ngọc vừa đến đầu ngõ thì trong nhà không ngừng vang lên tiếng khóc lóc của trẻ con và tiếng người la ó. Mẹ, mẹ đã tìm kỹ dưới nhà chưa? Mẹ tìm kỹ rồi mà không thấy, không biết nó đi đâu. Mẹ có chắc là nó ra cái gò đất sau nhà chơi chứ? Sau đó còn có cái ao nhỏ mà nước sâu lắm. Không, mẹ chắc chắn nó không ra khỏi nhà mà. Lúc này cả thầy Hưng và Ngọc cùng đạp cổng xông vào nhà. Không chờ cho hai mẹ con của Thúy chào hỏi, lão Hưng liền giơ tay bấm độn rồi thở dài. Không kịp rồi. Âu thì cũng do cái thằng bé này vắn số. Thúy vừa nắm tay của con vừa quát. Tùng, mẹ đã dặn con trông em mà bây giờ em con đi đâu con không biết. Nói cho mẹ nghe. Lúc này thằng Tùng đang ngồi trong lòng của bà vừa đưa đôi tay nhỏ xíu của nó lau nước mắt rồi nức nở. Con với em đang ngồi trong phòng chơi đồ mà. Thì có hai anh vào. Các anh ấy dụ con và em Bách chơi. Nhưng các anh ấy ác lắm. Hai đánh con rất đau. Để mẹ xem còn tím đi này. Nói đến đây thì nó vén tay áo vén quần lên. Trên cánh tay và bắp đùi của nó vẫn còn hẳn nguyên những vết roi hẳn tím liệm. Lão Hưng nhìn thấy thì cũng quay đi nén tiếng thở dài. Tuy nhiên những vết roi này chỉ có trẻ con tâm tình thiện lương trong sáng và những người như thầy mới nhìn thấy được. Do không nhìn thấy gì cho là con của mình nói dối để chối tội, Thúy liền quát lên. Mẹ có nhìn thấy gì đâu? Sao mà con lại nói dối mẹ chứ? Trẻ con nói dối là không có ngoan đâu. Mẹ đã dạy con rồi mà. Con không nói dối đâu. Sao mẹ không tin con chứ? Con ghét mẹ. Thôi được rồi, bà tin con nín đi. Bà mẹ Thúy vội vàng ôm thằng bé vào lòng mà dỗ dành. Kể cho bà ngoại nghe sau đó thì sao? Lúc đó con sợ bị đánh cho nên không chơi. Chỉ có một mình em Bách. Con thấy em Bách chui vào trong tủ quần áo rồi không ra nữa. Nhưng mà bà và mẹ đã bới tung tủ quần áo mấy lần rồi có thấy em đâu. Con không biết. Tùng lại khóc nức nở. Nghe đến đây thì thầy Hưng nhíu mày. Lão đi lên cầu thang vào phòng ngủ của hai thằng bé. Ngọc và hai mẹ con của Thúy vội vã bế Tùng lên theo. Đứng trước cửa phòng, lão nhau mắt hết lên như là con cún đang đánh hơi rồi bước lại gần cánh cửa tủ mỉm cười. Ý vị thâm trường rồi lão chắp hai tay lại trước ngực niệm chú. Đoàn vung cây phất trần quất nhẹ vào cánh cửa tủ. Từ đôi phất trần một vòng ánh sáng linh lực vàng chói tuôn ra. Xong rồi lão cắp cán phất trần vào nách, thông thả lùi lại vài bước đạo mạo nói. Xong rồi, bần đạo đã phá ma pháp của quỷ dữ, các người thử lại tìm xem sao. Nghe thấy vậy thì mẹ con của Thúy vội vàng chạy lại mở cánh cửa tủ. Thì trước mắt họ xác của thằng Bắc đang treo toàn tang bên trong. Nó dùng chính cái quần dài của mình mà thắt cổ. Khi Ngọc gỡ cái quần đưa xác thằng bé xuống, thì từ thất khiếu của nó một dòng máu đen đọc ra. Thế lúc này nhìn con mà chết lặng, tay chân như cứng đờ lại. Cô không khóc nhưng từ đôi mắt đỏ ngầu kia, một dòng nước mắt đã mặn chát từ từ chảy xuống. Trong lúc đó thì bà mẹ của cô nhào đến ôm lấy xác của thằng Bách mà vật vã gào khóc. Con ơi, cháu ơi, sao lại ra nông nỗi như thế này hả? Trời cao đất dày ơi, không có mắt sao hả? Mà lại nỡ bắt cháu tôi đi như thế này? Sao ông nỡ độc ác để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Cánh cửa tủ cứ như một luồng gió mạnh xô đến, hai cánh gót két cứ đóng sập vào. Từ trong khe tủ, mấy đôi mắt đỏ ròng khát máu chòng chọc nhìn vào Thúy và thằng Tùng đầy thù hận. Lão thể Hưng chỉ nhếch mép cười khẩy. Lúc này nghe bao tiếng gào khóc náo loạn từ nhà Thúy vọng sang, bà con chòm xóm cúng súng đến bu đen bu đỏ. Tiếng của người ta bàn tán xôn xao vang lên. Sao thế các chị? Có chuyện gì với nhà cô Thúy vậy chứ? Ôi dồi ôi, tôi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết lắm. Hễ như thằng bé con nhảy chết sao đấy? Gớm nữa, tôi đã bảo mà, cái nhà đó là vong nặng lắm, không có đùa được đâu.
bao nhiêu người chết ở cái đống hến sau nhà rồi còn gì. Chà, cái đống hến đấy à, vong nhiều như là quân nguyên ấy, người sống thì cho là được. Tội nghiệp cho cái nhà chị Thúy, đẹp người đẹp nết như vậy, vợ chồng mới chuyển đến đây mà đã mất con. Tôi nghe nói anh chồng mấy cái hôm trước đi về làm gặp tai nạn, nặng lắm, phải cưa chân, vẫn còn nằm trong bệnh viện đó. Rõ khổ. Nghe tiếng của bà con huyên náo ở ngoài ngõ, lão thầy Hưng giọng ta đi nghe một chút rồi thủng thẳng đi vào, ngồi trên bộ salon trong phòng khách mà trầm tư suy tính. Nhà có sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con chòm xóm mà đám ma của cô Bách diễn ra suôn sẻ. Sáng hôm sau sau đám tang thì lão Hưng trầm ngâm uống trà rồi đoạn nói: thằng bé con nhà cô ấy ván số qua đời, thôi thì âu cũng là cây số. Bây giờ cây chính là cô phải vực dậy tinh thần mà lo cho anh ấy với thằng bé còn lại. Thưa thầy, là con biết có rất nhiều người đã chết oan uổng, nhưng mà vợ chồng con chỉ vô tình mua mảnh đất này chứ có làm gì họ đâu. Tại sao họ lại đi hại gia đình con chứ? Họ là những người mệnh khổ, sinh ra trong cảnh bần hàn, chết oan chết khổ. Không những vậy, chết rồi mà linh hồn còn bị giam giữ không được siêu thoát. Thằng bé dù sao cũng vắn số qua đời. Cô có đồng ý làm một mâm lễ để ta siêu độ cho linh hồn họ siêu thoát được không? Thúy im lặng cúi đầu trầm tư mấy giây, đoạn cô ngẩng đầu nhìn lão Hưng rồi nói: vâng ạ, mọi việc chúng con xin nhờ thầy sắp xếp. Lão thầy Hưng không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười. Lão lôi từ trong cái ba lô đã cũ mềm ra một quyển sổ tay bìa đen, rồi một cái bút hí hoái viết, rồi xem một tờ giấy đưa cho Thúy. Bây giờ nhà chị đi mua sắm đồ lễ về đây, để đêm nay thầy làm pháp đàn siêu độ cho các vong linh chết oan ở đây. Cần sắm gì thì thầy đã ghi cả vào đây rồi. Thôi nhà chị đi đi cho được việc. Khi Thúy đi rồi, bà mẹ cô bế thằng Tùng lên phòng ngủ. Còn lại một mình thầy Hưng cũng không hề nhàn rỗi. Thầy sai anh Ngọc phụ mình đóng kín cửa phòng ngủ của hai thằng bé lại. Dùng cuộn dây dù tàn mảnh đã được thầy ngâm qua máu chó mực và gà trống trăng kín đặt cửa sổ phòng ngủ của hai vợ chồng Thúy và bọn trẻ. Trong lúc đó thì lão chồng Mông ở giữa nhà vẽ bùa. Xong xuôi thì lão lại sai anh Ngọc đem bùa dán kín cửa sổ và cửa chính của ngôi nhà, rồi đem mấy cái cọc gỗ mà thầy đã vẽ bùa chỉ chú ra cắm ở bốn góc của cái gò sau nhà. Công việc vừa xong thì cũng là Thúy cũng đi chợ về. Ăn trưa xong thì lão Hưng bắt đầu dựng một bàn lễ chính tại phòng khách. Phần còn lại thì lão thầy sắp xếp một mâm lễ nữa, sai Ngọc bưng ra đặt tại đất sau nhà. Lão còn sai anh Ngọc giết gà trống lấy máu, cộng với máu chó mực mà thầy mang theo và nước tiểu của thằng bé Tùng trộn lẫn vào nhau, cho vào một cái chai nhựa. Đoạn lão ghé vào tai của anh Ngọc thì thầm: cứ như vậy, như vậy. Anh Ngọc khét mỉm cười rồi gật đầu: xin thầy cứ yên tâm. Đúng 9 giờ tối, lão Hưng mặc một bộ đạo bào màu vàng nhạt, tay cầm cây phất trần đoạn khoan thai bước ra đến đống hến sau nhà. Thêm một vòng hương nến trên bàn lễ, lão Hưng ngồi xuống bằng đất và bắt đầu niệm chú. Bỗng đâu một đoàn sương mù màu trắng xám từ dưới đống hến đùn lên, chúng cứ càng ngày càng đậm dần rồi lan tỏa ra khắp cả đống hến, bao trùm luôn cả bàn lễ và lão thầy Hưng vào giữa. Thế vậy thì lão Hưng vẫn không hề loạn mà càng gia tăng chỉ chú. Tiếng niệm chú của lão càng lúc càng gấp gáp hơn, rồi từ dưới gò đất từng bàn tay trắng toát bò ra từ từ. Những bóng quỷ ảnh bay lượn lờ rít gào vô cùng quỷ dị. Bọn quỷ ảnh càng lúc bò ra từ đống hến càng nhiều. Chúng nghe những hàm răng nanh, bén nhọn, vẫn còn nhễu máu tanh hôi mà rít lên. Rồi chúng đồng loạt vươn những đôi tay sưng sầu với những móng nhọn hoắt nhào về phía của thầy Hưng. Lão thầy Hưng như vẫn không chú ý, lão chỉ nhắm mắt hai tay vẫn để trước ngực, chuyên tâm đọc pháp chú. Rồi lão khẽ vùng cây phất trần lên, từ đôi phất trần tỏa ra một luồng ánh sáng nhu hòa, lao tỏa ra như là một vòng hào quang. Lúc này những bóng quỷ ảnh bỗng ôm đầu thống khổ mà rít gào. Lão càng niệm chú thì vòng ánh sáng ở cây phất trần tỏa ra càng rực rỡ. Lúc này bóng lũ quỷ đã mờ nhạt dần, hồn thể nhấp nháy như là có biến mất lúc nào. Chúng quỳ xuống bên cạnh bàn lễ mà liền run rẩy: cầu xin thầy tha cho chúng tôi. Lúc này lão Hưng mới mở mắt nhìn đám vong linh quỳ dưới đất mà đoạn ôn tồn bảo: các vong chết từ khi nào, vì sao đã chết rồi mà không có chịu đi địa phủ báo tin, lại quẩn quanh ở đây để hại người? Khai mau,
Nếu mà có đến nửa điều gian trá, đừng trách ta ra tay độc ác. Bẩm thầy, chúng tôi không dám giấu giếm gì, chúng tôi mệnh khổ lắm. Ta biết rồi, đi vào chi tiết đi. Chúng tôi có biết gì đâu, lần ấy đang buổi họp chợ phiên thì lính giõng pháp đến. Thằng thông ngôn của nó vu cho chúng tôi là du kích, liên lạc để nuôi giấu cán bộ. Rồi một thằng quan pháp bắt chúng tôi khai ra là binh lính đóng quân ở đâu, bao nhiêu người. Nhưng mà chúng tôi làm sao biết được, vì thế nó đã nổ súng và bắn chết hết cả chúng tôi. Máu chảy thành sông phơi thây đầy đất. Cứ như vậy chúng tôi chết đi mơ mơ hồ hồ không hiểu gì. Đến khi nhà sư đến lập đàn, chúng tôi mới biết là mình đã chết. Nhưng mà đến lúc mà chúng tôi muốn đi địa phủ báo tin thì mới biết mình đã bị một trận pháp bao vây giam giữ linh hồn. Chúng tôi không đi được, chúng tôi chỉ ra ngoài trêu đùa một vài người, tìm cách để đuổi họ đi. Ngoài ra thì chưa làm gì ai cả. Chúng tôi chưa bao giờ làm việc ác, xin pháp sư mình xét. Lão Hưng nghe đến đây thở dài, đoàn lão gọi vào trong nhà. Anh Ngọc đâu? Làm theo kế hoạch. Một tiếng vâng dạ vang lên và anh Ngọc trong nhà phi ra, tay cầm theo chai máu. Cứ như vậy anh đem chai hỗn hợp máu chó mực gà trống và nước tiểu đồng tử đến bốn góc cọc ở bãi đất mà đổ xuống. Một tiếng hét chói tai vang lên từ bốn góc, mấy làn khói đen đặc bốc lên, mang theo một mùi thối nồng nặc, kèm với mùi tử khí âm trầm như là chốn A Tỳ địa ngục. Đã có sự chuẩn bị sẵn, anh Ngậm lôi ra lá bùa màu vàng cho thể Hưng, đã nhét vào miệng ngậm lại. Đám khói đen quẩn quanh anh một hồi rồi từ từ bay lên cao, loãng dần ra mà biến mất. Tiếng rít gào cũng nhỏ dần rồi mất hẳn. Từ trong nhà từng tiếng rít gào giận dữ vang lên, nhưng lão Hưng không quan tâm. Lão quay sang đám âm hồn đang quỳ rạp trên đất. Phong ấn linh hồn các ngươi đã được ta giải trừ. Bây giờ các ngươi có nguyện ý để ta mở lối đưa các ngươi xuống địa phủ. Mọi ân oán kiếp này đều đã được ghi rõ trong sổ trên bản phán quan. Kiếp này các ngươi mệnh khổ, kiếp sau chắc sẽ được phúc báo. Đám vong linh cúi đầu chắp tay. Xin pháp sư rộng lượng dẫn lối đưa đường. Lão Hương khép mỉm cười, đoạn lão lại nhắm mắt lại, rồi chuyên tâm niệm chú. Cây phất trần trong tay của lão không có gió mà tự nhiên rung lên. Giờ một cây cầu ánh sáng từ đôi phất trần tỏa ra. Đám vong linh cúi đầu lại lão một lần nữa, rồi đi vào cây cầu ánh sáng. Trên môi của mỗi người đều nở ra một nụ cười rồi từ từ biến mất. Khi mà vong linh cuối cùng bước vào thì từ cây cầu ánh sáng pháp thuật bùng lên, một luồng ánh sáng nhu hòa rồi từ từ vụt tắt. Lão Hưng lúc này mới buông cây phất trần, mệt mỏi gục đầu xuống bàn lễ. Siêu độ nhiều vong linh như vậy thực sự là muốn hút cạn linh lực của người lão vậy. Lúc này thì Ngọc mới bước đến, nhìn lão Hưng mặt đỏ như gà trọi, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt như những hạt đỗ. Anh đưa chai nước cho lão Hưng rồi đoạn cười nói: Ây da, con không ngờ thầy lại có pháp lực thông thiên như vậy, siêu độ cả một đại đội quỷ. Vậy mà mọi việc đã xong rồi hay sao? Chưa đầu lão Hưng mệt mỏi phất tay: Mới xong một nửa thôi. Sao lại như vậy ạ? Do là thầy siêu độ hết các vong quỷ của cái gò đất này rồi mà. Lão Hưng chỉ mệt mỏi thở dài không trả lời. Đột nhiên từ trong nhà có một tiếng khóc thét lên. Lão Hưng uể oải đứng dậy cầm phất trần mệt mỏi: Thôi vào nhà đi, giải quyết nốt phần còn lại. Vào trong nhà lúc này tiếng khóc dấm dứt, tiếng gọi hồn dồn dập thẳng thốt vang lên không ngừng. Khi mà lão Hưng đẩy cửa bước vào thì Túy đã nhào ra, nắm lấy đạo bào của lão mà khóc: Thầy ơi, con sai rồi, con trai của con bất tỉnh rồi, xin thầy cứu thằng bé. Lão Hưng không nói gì, chỉ cất bước vào trong nhà. Lúc này thằng Tùng đang nằm trên ghế salon, đôi mắt nhắm nghiền như là người đang say ngủ. Hơi thở vô cùng mỏng manh, hai viền mắt của nó đã chuyển sang màu tím đậm. Bên cạnh bà mẹ Thúy vừa khóc lóc vừa lắc đầu gọi khàn cả tiếng. Lúc này lão Hưng ôn tồn nói: Thằng bé bị bắt mất ba hồn ba phách, bà gọi thế chứ gọi nữa nó cũng không tỉnh lại. Thôi giữ yên lặng để cho bần đạo làm phép gọi hồn nó lên. Lão lôi ra một viên phấn bằng chu sa, vẽ một vòng tròn bao quanh chiếc sa lông, rồi sai anh Ngầm dùng muối trắng lẫn lộn gạo nếp rắc xung quanh tạo ra một vòng tròn bảo vệ. Rồi sai cô Thúy vào trong cùng với mẹ và thằng Tùng. Đoàn lão ngồi lại xuống trước bàn lễ, lim dim mắt nhắm niệm chú.
Lúc này từng trận âm phong như là lốc xoáy từ trên tầng hai cuồn cuộn đổ xuống. Ánh nến trên bàn lễ chớp tắt liên hồi. Thể Hưng khẽ vung cây phất trần, một luồng ánh sáng nhàn nhạt bay ra. Ánh sáng nến lại trở lại bình thường, tỏa ra một vòng sáng ấm áp nhu hòa. Từng tiếng rít gào chói tai vang lên, khiến cho mẹ con của Thúy như muốn nổ tung đầu, máu mũi từ từ chảy ra. Thể Hưng vội cho tay vào túi lấy ra một mấy lá bùa màu vàng, đưa cho Ngọc giao cho mẹ con của Thúy, rồi lại chuyên tâm niệm chú. Từ trên tầng hai mấy bóng trắng từ từ bay xuống, chúng lượn lờ trên phòng khách mà chiếu những đôi mắt đỏ như máu hận thù vào thầy Hưng. Giọng của nó liền rít lên: thằng thể pháp kia, ai cho mày chõ mõm vào việc của chúng tao? Diệt quỷ giữ cứu vớt sinh linh là trách nhiệm của thể pháp chúng tao. Mày giỏi lắm, biết điều thì tránh sang một bên, biết đâu chúng tao thương tình tha cho một mạng. Lão Hưng vẫn im lặng không nói gì, miệng lầm rầm niệm chú. Những cái bóng trắng vẫn vuồn vút bay lên trần phòng khách. Từ đôi môi khô héo của chúng phát ra những tràng cười quỷ dị. Giờ một con đột nhiên vươn bàn tay khô héo với những móng vuốt sắc nhọn về phía của lão Hưng. Khi mà đôi tay quỷ sát tới gần thì lão bất chợt mở bừng mắt, vất tay áo. Từ trong đạo bào của lão một sợi dây ngũ sắc câu cắn đồng tiền cổ phóng ra trói lấy tay của con quỷ. Lúc này con quỷ mới nhận ra mối nguy hiểm muốn rút tay về, nhưng đã muộn. Sợi dây như có một sinh mệnh cứ trườn lên trói nghiến nó lại, và còn vung ra cuốn lấy mấy con quỷ ảnh khác, trói một đoàn lại như là cái bánh tét. Từ trong đó tiếng trẻ con khóc lên choe choét. Sợi dây phép trói nghiến cả một đoàn quỷ ảnh, rồi từ từ lôi chúng lao xuống bên cạnh bàn lễ. Một tiếng rú lên thảm thiết: thằng thể pháp thối tha kia, thả con cháu của tao ra. Giờ một bóng quỷ ảnh cầm lưng đột nhiên từ trên trần phi xuống. Cánh tay của nó từ từ dài ra biến thành một con mãng xà khổng lồ, với cái đầu là hai cái màu đỏ rực và cái răng nanh nhễu máu đen tanh tưởi. Cái đầu mãng xà hùng hổ phi tới muốn đớp vào mặt của lão Hưng. Trong tình thế cấp bách này, thầy Hưng lim dim mắt niệm chú, rồi từ trán của thầy một tia sáng trắng như là tia sét bay ra bắn thẳng vào đầu của con rắn. Đầu của con rắn nổ tung như là pháo hoa, con ma gồ rút tay về rú lên lảo đảo rơi xuống. Chỉ chờ có như vậy, lão Hưng liền tung ra một cái khăn lụa hoa màu tím, có gắn mấy đồng tiền đông dương. Tấm khăn lụa từ từ lớn dần rồi như một cái lồng bao trùm lên con quỷ gù. Lúc này lão Hưng mới thở phào lim dim, mắt chắp tay tiếp tục niệm chú. Từng đồng tiền đông dương sáng rực lên phát sáng ánh cầu vồng. Từ trong tấm lưới lụa ấy, từng làn khói đỏ sầm từ từ bay ra. Làn khói đỏ nhạt dần chuyển sang màu đen, rồi từ từ thành màu xám. Lúc ấy lão Hưng mới thôi niệm chú. Trong cái lồng ghép một tiếng mộ già yếu ớt truyền ra: tôi biết lỗi rồi, xin thầy mở lượng hài hà từ bi hỷ xả mà tha cho gia đình của tôi. Lúc này lão Hưng mới đến gần ngồi xổm xuống mà hỏi: vong kia là ai? Chết bao lâu rồi mà không xuống địa phủ báo danh, mà lại ở đây luận quần hại người? Khai báo cho rõ, nếu không thì nửa phần dối trá, ta đánh cho hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Vâng, tôi là Nguyễn Thị Mùi, gia đình tôi vốn sống ở Thái Bình, gia cảnh bần hàn một tấc cấm rồi không có. Nhưng năm ấy tôi đã lớn tuổi, do tôi và hai thằng con đều ốm đau bệnh tật, không làm ra tiền, cho nên là vẫn phải đi làm phu kiểu cho lão bá hộ Mão để kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con. Anh ngờ lão bá hộ gian ác hành hạ kẻ ăn người ở như súc vật, không cho ăn uống đủ no, lại còn bắt làm quần quật như trâu như ngựa, khiến nhà tôi gần như là bị rút cạn sức lực mà bệnh tật quấn thân suốt. Năm đó thằng cả nhà tôi lại lấy vợ sinh đôi liền hai đứa con trai, nên gia cảnh lại càng bần hàn hơn. Do đó ông nhà tôi bệnh tật gì già cũng cố lê tấm thân già yếu đi làm. Một hôm kia do cả đêm bị cơn sốt hành, sáng tỉnh mờ lại phải khiêng kiệu cho ông bá hộ lên tỉnh hầu quan, cho nên nhà tôi không gượng được mà làm đổ kiệu. Lúc đó lão bá hộ đã đánh nhà tôi đến chết rồi vứt xác ngay tại vũng sình lầy trên đường. Nói đến đây thì đôi mắt con ma cầm lại vắn lên, nó chiếu đôi mắt đỏ mọng như máu mà nhìn mẹ con của Thúy đầy thù hận. Thế như vậy lão Hưng lại vung cây phất trần, những đồng tiền lại một lần nữa sáng lên. Còn mà cầm lưng cụp đôi mắt ảm đạm xuống rồi kể tiếp:
Nghe thằng Hậu tốt bụng nhà bá Hồ báo tin, mẹ con của Tư Hoàng sợ vội vã bỏ trốn. Dọc đường phần vì đói khát, phần vì truy đuổi lão bá, mà thằng con út của tôi cũng đổ bệnh nặng mà chết. Cả nhà của tôi cố nuốt lệ chôn nó xuống bên đường, rồi dìu dắt nhau đến làng này ăn xin. Nhưng mà đúng nằm đói kém lại đang là mùa giáp hạt, cho nên không ai còn gì để mà chia sẻ cho mẹ con của tôi, vì chính họ cũng chết vì đói rất nhiều. Cho nên mẹ con của tôi đã kiệt sức mà chết đói ở cái đống hến này. Cứ nghĩ cả đời kiếp này không có cơ hội báo thù, ai ngờ con cháu của nó tự dẫn xác đến đây. Con quỷ già cầm lưng kể đến đây cất tiếng cười, từ đôi mắt chỉ còn hai hốc mắt đen ngòm của nó tuôn ra hai dòng huyết lệ. Lão Hưng khẽ thở dài. Ta biết gia đình của mày số khổ là tổ tiên nhà họ đã gây ra nghiệp, nhưng mà thôi, oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc. Bây giờ mày có đồng ý để bần đạo đưa về chùa nghe kinh kệ, sớm được giải thoát mà đầu thai kiếp khác không? Đa tạ thầy đã cho con đường sáng, chúng tôi nguyện theo ý của thầy. Những con quỷ khác cũng liên tục gật đầu. Chúng tôi xin được lên chùa để sư thầy cầu siêu, sớm có cơ hội thoát khỏi tội nghiệp mà siêu sinh. Lão Hưng mỉm cười giơ tay, cây lồng và sợi dây phép từ từ co lại bay về trong tay áo bào của lão. Lão tung ra một lá bùa vàng ánh kim, lá bùa từ từ bay lên cao tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Mấy con quỷ thân nhẹ rồi hóa thành mấy đạo ánh sáng bay vào trong lá bùa. Lão Hưng thu lá bùa lại bỏ vào túi áo rồi cứ như vậy gục xuống sa lông khép mắt lại. Chẳng mấy chốc mà tiếng ngáy đều đều của lão vang lên. Nhận lời mời của ông Thảo, lão Hưng nán lại nhà anh Mạnh mấy ngày. Thời gian đó lão chỉ dành một buổi sáng để mang lá bùa vàng lên chùa cho nhà sư còn siêu độ, còn phần lớn là lão dành thời gian chơi với thằng Cu Tùng. Mấy ngày sau anh Mạnh cũng đã xuất viện. Tối hôm ấy cả nhà quây quần bên mâm cơm, chị Thúy lại thuật lại mọi chuyện cho chồng nghe. Đoạn chị quay sang hỏi: thưa thầy, giờ con đã hiểu, hại gia đình con không phải là các vong ma tại bãi đất sau nhà, mà là do mấy con quỷ trong chính nhà con. Nhưng mà tại sao con lại mơ thấy mấy vong quỷ sau nhà và liên tục... Lão Hưng mỉm cười cắt ngang: ta hiểu ý của cô, đúng vậy, mấy cái vong đó không chỉ không hại mà còn cứu gia đình của cô đấy. Là sao thưa thầy, con không hiểu? Anh chị xem lại túi hay vật dụng cá nhân của mình sẽ rõ. Lúc này Thúy và Mạnh đồng thời tìm kiếm trong túi quần áo và ví của mình thì có hai cái vỏ ốc sáng rực như pha lê. Cả hai liền trố mắt ra nhìn vì lần đầu tiên họ nhìn thấy vật này trong ví của mình. Lâu ấy lão Hưng mới cười rồi nói: chính hai vật này đã cứu mạng của anh chị, bây giờ hãy cứ giữ nó trong ví, rồi có lúc anh chị sẽ thấy nó có tác dụng thần kỳ như thế nào. Cả chuyện này nữa tôi suýt quên, cái tủ gỗ trong phòng của thằng bé con anh chị mua ở đâu? Dạ, khi chúng con đến đây đã có, là do chủ cũ để lại. Sao, có gì không ổn hả thầy? Ta đoán không sai mà, nếu ta không nhầm thì cái tủ ấy được đóng bằng gỗ mít, sinh trưởng ngay tại cái gò đồng hến này, cho nên âm khí rất nặng. Theo ta anh chị nên đốt bỏ đi, kẻo người trong nhà lại mang bệnh. Còn chuyện nữa, thằng bé này có căn tu đạo rất tốt, anh chị có cho phép nó theo ta học đạo sau này làm phép cứu đời không? Cả Thúy và Mạnh cùng nhìn nhau im lặng không nói. Một lúc sau Mạnh dè dặt nói: dạ xin phép thầy cho cháu nó ở nhà với chúng con một thời gian, rồi xin cho nó theo thầy học đạo. Được, ta không vội, không vội. Sáng hôm sau thì khi mà lão Hưng đã khăn gói xuống nhà thì thấy hai vợ chồng của Thúy đang ngồi trên salon trong phòng khách. Thằng bé Tùng thì đang ngồi trong lòng của mẹ mà chơi đồ. Thế lão, thằng bé con nhuận miệng cười, lão lại gần xoa nhẹ lên má của nó rồi nói: lớn nhanh lên rồi còn cùng thầy đi vân du thiên hạ trừ ma vệ đạo. Thôi thầy đi kẻo muộn. Bóng của lão Hưng đã khuất sau khóm tre già, nơi mà vợ chồng của Mạnh vẫn cảm kích nhìn theo. Trên môi của họ vẫn chưa hề tắt nụ cười hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.